Ok, cô nói chưa? Chưa. Đợi tí. Ok, có nghe chưa? Con nói đi. Nghe chưa? Bật mic lên. Không nghe hả? Con bật mic lên đi, con đang tắt mic Rồi. mà. Ok. Bạn cô tự rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm phần reading. Ok. Rồi, trong cái part 1 example, in this game you hit the ball is a hockey. Rồi, nhìn cái từ vựng ở bên này. Có từ vựng nào mới không nhỉ? Từ vựng nào mới Không. Chắc là không? không. Ok. Này thì hockey. Này. Đây là người ta dùng cho ví dụ rồi này. Hockey hình như là môn bóng chày phải không? Đây này, có một cái chày này. Ok, tiếp theo là Không. soccer. Đây, soccer bằng nghĩa với từ gì nhỉ? Bóng chày không có cái lai. Bóng chày không có cái phần mũi này. Nó chỉ có cái phần đầu này thắt lên thôi. Kia Bóng này là đánh cầu. có thể cái chày mà. Tiếp theo. Nhưng mà bóng chày không có cái phần đường cong này. Cô có thêm một cái môn gì đó nữa mà cô thấy nó cứ giống giống với cái này. Ok. Rồi tiếp theo soccer. Bóng, cái này là hockey, không phải là bóng chày mà là cái môn bóng gậy cong. Họ gọi đọc mình đọc là hockey ở trong tiếng Anh và mình đọc hockey ở trong tiếng Việt luôn, hockey. Còn mấy thêm này. Hockey stick. À, khúc côn cầu. Đây là môn khúc côn cầu. Ok. Bóng chày là cái cái bóng chỉ có cái như con nói là chỉ có cái cây này thôi. Chỉ có cái cây ở phía trên là cái chày này thôi và xong một người đánh rồi xong ở bên đội bên kia là chụp phải không nhỉ? Phải không? Bóng mà ở trượt trên băng nữa. Không, có một cái loại bóng chày mà cô thấy cô xem phim nước ngoài thì không, cái loại bóng mà cái bên này sẽ đánh và đội bên kia sẽ chụp. Ừ. Nhưng mà lại thêm một cái loại bóng khúc côn cầu thì nó lại khác nữa. Loại bóng mà giống như Ê, kiểu là để cô mở lên này. Ê, cái này là hockey thì là nó khác. Như là cô coi phim nước ngoài thì cô thấy khá là nhiều bóng chày ấy. À, cái này hockey này là đánh ở trên sân banh, ở trên sân băng ấy. Đây. Hockey là ở trên sân đó băng. Đúng rồi. đó con đã bảo là cái này đó. Ừ. Còn cái mà bóng chày mà như con nói mà không có cái khúc này ấy, chỉ có cái chày không thôi ấy, thì một đội sẽ đánh và cái đội bên kia chụp bóng bằng cái găng, họ có đeo găng tay vào ấy. Ừ. Bóng chày. Ừ. Còn cái này là khúc côn cầu. Ok. Rồi câu number one. Read number one. Utah You nhưng mà throw. tại sao từ 6 tuần trước cô lại nghỉ? À, thứ sáu tuần trước là đáng lý là thứ năm chứ. Đáng lý là cô ra nhà. Nhưng mà do cô mới tiêm được một mũi mà cô nghĩ là sẽ không sẽ cách ly ở nhà thôi. Không có phải là đi cách ly ở ngoài nhưng mà sau họ lại bắt là phải cách ly ở chùa hoặc là cách ly ở đâu đó. Nếu như mà cách ly ở nhà thì phải đuổi người thân đi ấy. Thành ra cô vào lại khi mà cô ra tới Huế là 4 giờ. Ý. Rồi cô ra tới Huế là 4 giờ và xong cô bắt xe khi cô về khai báo y tế ấy. Và xong cô bắt xe vô lại. Cô đặt xe vô lại. Thì vô tới sợ trễ ấy. Thành ra cô nghĩ. Không nghĩ là tối đó thì ra tới. Cô ra tới sớm mà. 4 giờ ra tới. Nhưng mà nghỉ cách ly ở nhà 7 ngày chắc không sao đâu. Mà rốt cuộc lại không cho cách ly ở nhà. Tại vì kêu chưa tiêm chưa đủ. Ô, cô tiêm 7 mũi rồi.
Hôm 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 qua hôm thứ chủ nhật cô tiêm thêm mũi thứ hai rồi. Như con có được tiêm không? Con đang được tiêm đâu, mới nhà con được tiêm. Nhưng mà con không được tiêm. Con được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con vẫn chưa 12, con mới 11 thôi. Đang áp dụng cho 12 nhưng vẫn đang thử thôi, vẫn chưa, vẫn ở Đà Nẵng cô thì thấy là áp dụng cho 15. Còn 12 thì thấy không biết mấy vùng khác thì sao. 12 Nhưng con chưa thấy, con thấy 13 trở lên. mà họ cũng đang cố gắng chuẩn bị năm sau thì chắc có lẽ là có thuốc rồi đấy. Có thuốc để uống ấy, không cần phải tiêm nữa. Rồi, thôi mình đọc làm bài nha. Đây mình có hai chữ mới. Hai chữ này là gì nhỉ? Throw and bounce. Throw khi mình cầm một cái gì đó mà mình throw là ném nè. Bounce thì mình thường thường sẽ dùng cho bóng. Khi mà con đánh quả bóng thì nó dội lên dội xuống như thế này mình gọi là bounce. Cái gì mà có thể mà khi mình đánh xuống và nó dội lại ấy. Rồi, you throw and bounce the ball in this game, but you can't kick it. Just throw and bounce, but can't kick Basketball. basketball. Yes. Cái can't kick nó có nghĩa là cái môn này thì mình không đá được nha. Mình ném. Đá là sao lần loại đó. Và chụp thôi. Ok, number 2. Read number 2. You can watch film Film on this. Watch films. ở TV. Yes, or TV. Thì mình thấy cái từ watch phim này thì mình chắc chắn là không còn cái gì khác ngoài này nữa. Watch phim thì nó sẽ đi chung với nhau. Khi mình nói tới watch thì mình sẽ đi chung với watch phim. Tiếp theo number 3. This is small and round and you can listen to music on it. This is small. Radio. A radio. Là như là người ta bị nhầm rồi. Radio làm gì có round. Con bị nhầm rồi. This is small. Như cô đang vân vân là cái chữ round này này. Round là hình tròn mà. And you can listen to music on it. Nếu mà con chọn đúng thì họ để sai chữ round, từ square thành chữ round. Nhưng mà con chọn sai. Number 4. Read number 4. A ball of this sport. Yeah, you do not need a ball for this sport. Right. Soccer. Soccer? You do not. Khi mình thấy do not là như thế nào? Mình thấy do. Nếu như no. Thì not. Con mà thấy cái câu nào có chữ not có nghĩa là không. Thì cái môn thể thao gì mà mình you do not need a ball. Swimming, yes. Tiếp theo, number 5. You can run a lot and kick the ball in this game. Okay, you can run a lot. Yes. Còn một cái chữ gì giống như chữ soccer nhỉ? Mình cũng hay gặp nhỉ? Từ đó bắt đầu bằng chữ F. Yeah, football. Là hai cái từ đồng nghĩa với nhau ấy. Ok, tiếp theo, number 6. Read number 6. You can sit at this and play music on it. Yeah, you can sit at this and play music on it. A radio. Piano. Yeah, a piano. That's right. Okay, next. Here, in this part, you're going to write yes or no. Example, there are girls and one boy are playing soccer. Here, look at the picture. Yes, the monsters have got no, okay, have got two legs. No. Okay, now look at the picture first. Yes. One of the monster is flying. Okay, yes, that's right. Number the
why the cattle is happy. Mm-hmm. Oh, yeah. Are, is she? No. Yes or no? No. Is the monster happy? Inside the classroom, thì mình thấy là người ta có chia ra hai khu vực này. Một khu vực đang chơi có nghĩa là ở bên ngoài. Vậy còn cái người con monster ở trong như thế nào? No. Yeah, is unhappy. Number three, a girl is throwing a ball. She's behind the blue monster. Okay, a girl. Throwing the ball behind. Behind thì mình biết là ở vị trí nào nhỉ? Vị trí nào? In front là trước mặt. Trước mặt của mình như thế này mình gọi là in front. Đúng rồi, behind. Ok, vậy bây giờ mình phải xác định này. Cái cô gái gì đây? Cái cô gái mà throwing a ball. Cái cô gái mà ném quả bóng. It behind the blue monster. Vậy làm sao để mình chắc chưa ạ? Vậy làm sao để mình biết như thế nào là behind và như thế nào là in front? Thì như cô thấy là mình phải lấy cái điểm mà giả sử mà đây blue monster ở đâu? Con circle cho cô đi. Yeah. Circle blue monster and a girl throwing a ball. Throwing a ball. Where is she? No, it's not her. Mình cần tìm một cái người như thế nào nhỉ? A girl. Cô gái đang làm gì? Trong câu này nói cô gái làm gì nhỉ? A girl throwing. Giả sử đây là ball. Thì bạn ấy throw. Làm gì nhỉ? Ném. Vậy con tìm thử xem cô gái nào có thể ném a ball. Thì chắc chắn bạn ấy phải đang cầm quả bóng ball ở trên tay phải không? Thì mới ném được chứ. Thì bây giờ trong bức tranh này bạn nào đang cầm quả bóng để mà throwing? Không. Circle the girl. Yes. Thì ở đây con để ý luôn cả thì nữa. Is throwing là đang ném. Còn con thấy bên này cũng có một quả bóng nhưng mà mấy người này thì lại đang kick rồi. Ok, vậy yes or no nhỉ? Yes. Yes. Đúng rồi, vậy mình lấy cái monster này làm cái tâm điểm là như thế này. Cái mặt của monster thì ở phía mình có thể nhìn thấy. Còn cái lưng của monster thì đây. Thì nó đối với cái hướng của cái bạn này là ở phía sau của bạn monster đấy. Number 4. The monsters have got longer legs than the children. Yeah. Monster longer legs than. Mình thấy đây là cấu trúc so sánh hơn này. Cái gì longer than? Quái vật. Quái vật có cái gì? Có cái gì mà longer than the children? Đôi chân. Yeah. Chắc không? Chân. Chắc. Mà chắc cái chân của bạn này thì long, mình có long nhưng mà lại longer. Khi mình thấy kiểu có ie vào thì như thế nào nhỉ? IE vào thì chắc chắn là dài hơn. Chữ IE này thì mình khi mà có nó vào thì mình sẽ nghĩa của nó sẽ là hơn. Thì đang so sánh hơn với lại những cái bạn nhỏ này này. Thì những cái đôi chân của monster, những con monster này thì nó dài hơn của những cái bạn này. Con nghĩ đúng không? Mơ như cô chẳng thấy à có legs. Những cái chân của bạn này như thế nào nhỉ? Ok.
Vậy mình có từ trái nghĩa của từ long đó là từ short. Yes, vậy mình nói để mình nói ngắn hơn thì con chỉ cần bỏ ie vào, mình có là shorter. The monster legs are shorter than the children. Vậy đối với câu này mình sẽ sử dụng yes or no. 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 Yes. That's right. Number 5. Yes. The man is drinking. Yes, drinking. Thì ở cái này là mình có từ drinking, drinking form. Đúng rồi, form từ cái gì nhỉ? Từ. Thì bây giờ mình phải phân biệt cái glass, cup. Mình phải phân biệt cái ông này đang cầm là cái gì. Một là cái cup, hai là glass. Rồi như bài đã cho, và tiếp theo thì mình có là mug. Cô không có cái mug ở đây cho con xem nhỉ? Mug là một cái ly bằng sứ. Để cô tra cho con xem. Có nhiều loại ly lắm. Ok, nè, những cái này gọi là mug. Đây, những cái ly sứ như thế này là to to một tí. Còn nếu như mà glass thì những cái ly mà một cái ly mà nhỏ nhỏ thì mình hay gọi là, đây, những cái ly để cô bấm vào trong bên này. Đây, những cái mà ly như thế này thì mình sẽ gọi là cup. Vì nó có kích cỡ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, mà có cũng có tay cầm thì mình gọi là cup. Đúng rồi, cái thì con thấy là ly người ta dùng uống cà phê thì sẽ không dùng ly to. Còn glass, glass thì thường thường sẽ là ly về chất liệu bằng thủy tinh. Đúng rồi, đó mình có 3 loại ly. Còn nhiều nữa, nhưng mà mình cứ học đến loại nào. Rồi xem có glass, cup and mug. Ok, vậy trong này con nhìn xem thử là ông này đang cầm cái loại ly gì? Cup. Ok. So, the man is drinking from a glass. Cái này sẽ là yes hay là no? Yes. Người ta đang nói là from glass. Thì con thấy có đúng không? Có đúng với cái mà ông đang cầm không? Vậy thì câu trả lời đây sẽ là no hay là yes? No, right? Chắc chắn rồi. Nếu như mà cái câu hỏi này mà nó lại trái ngược với lại cái bức hình thì mình sẽ trả lời là no mà. Ok, vậy class thì cái đó là cái cup để mà drink, thường thường là trà hay là coffee thì sẽ drink ở trong cái cup nhỏ nhỏ như vậy. Ok, tiếp theo number 6. One of the monsters loves the girl with brown hair. One of the monsters. Đây, cái này là một trong những con quái vật. Ở đây mình thấy là có 4 con quái vật, nhưng mà họ nói là một trong những con quái vật. Thích ai nhỉ? Thích cô gái có tóc màu đâu. That's right. Giờ xem có phải là một trong những phải không nhỉ? Yes. Yes. Okay. Let's see. Yes. That's right. Okay. Rồi. Để cô quên, để cô ghi chú lại mấy cái từ mới. Okay. Rồi xong. Okay. Rồi tiếp theo nè. Trong phần này thì mình sẽ read part 3. Thì ở đây có câu ví dụ Hello Mrs. Green. Thì khi mà một ai đó nói Hello Mrs. Green, Hello Nhi thì mình sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Mình trả lời goodbye. Yes, hi, hoặc là Hello Bill, hoặc là hi lại cũng được, tùy mình. Tiếp theo, question number 1. How are you? Here. How are you? I'm fine, thank you. And you can... Làm cô nhớ đến cái câu mà hồi trước mà khi cô mới bắt đầu học tiếng Anh ấy.
Không, hồi đó là cô chưa học, nhưng mà cô thấy người nước ngoài chạy vào đường, hồi nào cô hi hello thank you I'm fine thank you and you luôn luôn cái câu đó luôn. Không, không đúng rồi, and you, mà không hề quan tâm đến là người ta trả lời như thế nào, hồi nào cũng là hi, giống như là thuộc lòng ấy. Thì mình có nhiều cách trả lời, mình có thể trả lời là very well thank you, rất là tốt, rất là khỏe. Rồi còn vậy vì sao cô B lại không được chọn nhỉ? 19 years Vì đây là nói về số tuổi của người đó mà. old. Ừ, vậy con thấy là how are you, mà cái câu này cần thêm một cái chữ gì để mà hỏi tuổi nhỉ? Yes, that's right. How old are you? Thì cái câu này người ta hay đọc nổi qua này. How old are you? How old are you? Thì nếu như mình nghe nhanh, mình nghe hôm qua mình sẽ nghe nhầm với là how are you. Người ta hỏi how old are you thì mình lại nói là I'm fine, thank you. Và khi người ta hỏi how are you, mình nói là I am 12 years Có lại nhớ đến cái hồi đó nha. old. Cái câu này con học từ cái hồi cuối lớp 1 đến lên lớp cuối lớp lớp 3 con mới hiểu là cái câu đấy. Ờ, là có lẽ hai nhiều bạn khi mới học với bạn hay nhầm với là hai câu này. Cái lúc đó cô hỏi là how are you, cô lại nghe là how how Ý, old dạ, mà sao mình trả lời là I'm fine, thank you and are you. Chắc luôn. you. Giờ thì cái một lần mà con nhớ suốt đời luôn, cái hồi mà con đi thi ấy, có một cái hồi đấy con học lớp 3, giữa lớp kỳ lớp 3 con đi thi, và cái người đấy người hỏi con là tiếng Anh. Người ta hay hỏi là how are you, con lại cứ nghĩ là người ta hỏi tuổi của con, con lại I'm nine, thế sao người ta phải nói từng từ là how are you, cái lúc đó nó xấu hổ từ hơn đấy. Tại vì trong mà khi người nước ngoài người ta nói ấy, thì người ta sẽ không nói rõ từng chữ đâu, không, người ta không nói là how are you nữa, mà người ta nói how are you, cái chữ a người ta sẽ đọc lại rất là ngắn, là giống chữ ờ vậy, how are you, ngắn thôi, cực kỳ ngắn. Mà tinh thần khi đi thi cũng quan trọng không kém ấy. Đôi lúc những câu mà mình nghĩ là mình biết rồi, nhưng mà đến khi đi thi thì lại bắt đầu lượm đạn, lượm sạn. Ok, vào câu number 2. Ok, shall I carry your bag? A, B, C. Ok, cái câu này, cái bài này mình làm giống như là mình đang ở trong cuộc hội thoại. Cô đọc câu hỏi và con sẽ trả lời, hoặc là mình đổi 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 vai. Rồi phần câu 2, cô đọc câu hỏi. Shall I carry your bag? Nếu như con trả lời thì con sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Loại loại những câu hôm qua không đúng để mình có thể trả lời nhanh nhất một câu mà con nghĩ là phù hợp với cái ngữ cảnh này. Câu gì đây? Câu A được không? Yes, I do. I'm very tired. Đúng không nhỉ? Câu A được không? Câu A này được không? C? No, you can carry it. Người ta hỏi là shall I? Mình có từ carry thì con... Carry là ba. Carry là mang hoặc không, carry là mang hoặc là sách. Thì cái bối cảnh như thế này là có lẽ là một cái người nào đó đang xách rất là nhiều đồ. Đại sự đang xách rất là nhiều đồ, tùm lum tà la đồ cả hai bên này luôn nha. Ok. Thì khi mà con thấy như vậy thì con có thể hỏi người này họ có muốn mình xách giùm không? Thì người này sẽ trả lời như thế nào? Nếu như mà con thì con sẽ trả lời như thế nào? No, you can carry it. Câu này loại bỏ ngay và luôn. Còn cái câu Nếu A như cũng vậy. con xích bộ lại còn nói là không, mình Rồi, đã câu chân. A. Câu A lại có yes, I do. I'm very tired. Nhưng mà cái câu hỏi người ta có hỏi là are you tired? Mà nếu như có hỏi are you tired thì sẽ nói là yes, I am. Cũng không phải dùng yes, I do nữa. I'm very tired. Nhưng mà mường tượng cái cảnh này là giống kiểu mình không hề biết họ hay là gì đó mà thấy họ sách nặng thì mình sẽ
Thì cái khi mà con được người ta hỏi, người ta khi mà người khác muốn giúp đỡ mình thì mình sẽ trả lời lại như thế nào? Yes, oh yes please. Hoặc là yes, thank you. Mình sẽ trả lời lại một cách mà kiểu mà một là cảm ơn. Oh Người ta nhìn sách đồ dùng mà cũng trả lời hồn nhiên. Ok. Number three. Where are trong này có ba câu đều là hospital. bạn đang làm gì vậy? Where are you going? Go là đi. Đang đi đâu? Đúng rồi, con thấy ở đây là người ta đang dùng thì tiếp diễn. Thì có thể là mình đang đi, mình vô tình gặp một cái người bạn của mình thì thấy bạn đang đi thì mình muốn hỏi bạn là where are rồi, câu A là from the at the hospital. Hay là to. From là Ừ. từ, còn at Bạn. ở. Ồ, bạn đây rồi. Ok. Rồi ở bệnh viện, rồi từ bệnh viện. To là đến, đến bệnh viện. Vậy con thấy câu nào phù hợp nhất? Gì? Yeah, đến bệnh viện. Thì tại vì nếu như mà from thì giống như kiểu mà mình from thì sẽ có một dạng câu hỏi khác. Bạn đến, bạn bạn đi từ đâu đến thì có thể là where, thì mình sẽ trả lời là I'm from the hospital. Còn cái câu mà at the hospital thì giả sử mà mình muốn hỏi ai đó là where are you? I'm at hospital. Tiếp theo, number four. What's the matter with you? What's the matter? Matter ở đây là gì nhỉ? Vấn đề quan Vấn trọng. đề hoặc là có, hoặc là cái là chuyện gì đó, nói chung là có cái chuyện gì Tại đó. sao lại What's quan trọng the matter? No, what's the matter with you? Có chuyện gì với bạn vậy? Có chuyện gì vậy? Không, cái từ matter này không phải là quan trọng mà là important mới là quan trọng. Nhưng mà ở trong cái câu này thì cái từ này là có vấn đề gì hay là có chuyện gì với bạn? Bi phải không? ấy đó. My leg hurts. Ok, vậy ở hai câu này nó giống nhau mà nó chỉ có cái từ mà từ sở hữu này này. Thì khi mình hỏi người khác mà, chứ mình đâu có hỏi, chứ đâu phải là người, cái người kia. Nếu như mà có A là mình đang hỏi một ai đó có chuyện gì với bạn vậy, thì cái người đối diện họ trả lời là my leg hurts. Nhưng mà đối với câu B thì giống như kiểu mà cái người bị thương lại đang hỏi cái người đang hỏi này nè. Ok, tiếp theo. Number five. My teacher is in hospital. Teacher Hospital. Teacher. lại Teacher. nhiều chuyện. Yes, nếu như mà con không biết cái từ này thì con sẽ thì con có thể đoán là cái gì hay là ai đó đang ở đâu. Trong bệnh viện, teacher Yes, đang ở bệnh viện. đúng rồi. Con Vậy đâm đầu xuống đất ở trên bệnh viện. ai được không? I don't know. Thì sao? Can she? Can she? Can she? Người Bill thì nói là cô giáo của tôi đã ở trong bệnh viện. Cái câu B thì can she là giống kiểu mà hỏi là can she, là cô ấy có thể ở trong bệnh viện không như vậy. Ok, Cô chẳng ấy liên đâu quan. rồi? Vậy she thì sao? Is she? I didn't know that. And Mrs. Green, bà Green,
Và Green là người, thì con thấy là câu nào sẽ phù hợp với câu trả lời câu hỏi nhỉ? Xin. She, is Yes, she. Number six, she's got a new baby. Ở đây thì Em mình bé mới à? Có em bé. có thêm em bé mới, có em bé rồi bây giờ thêm em bé nữa. She's got new baby. Oh, has she, is she, or was she? Có thấy ở trong này là mình dùng chữ got, cái chữ mà phải s ở đây là viết tắt cho từ has. Cái thì này là thì hiện tại, hiện tại hoàn thành. Thì khi nào mà con thấy cái từ phía sau mà từ got và có dấu phẩy thì từ dấu phẩy đó thì luôn luôn đại diện cho cái từ has hoặc là have. À no, has thôi. Hoặc là is. Hoặc là has hay là is, tùy vào trường hợp. Rồi. Vậy cái câu hỏi giống như vậy, không, cái câu nói giống như vậy thì mình phải chọn một cái câu trả lời phù hợp với thì. Was she được No. không? Oh, có phù hợp với thì không nhỉ? Thì của cái câu này là đó là chữ, đó là cái chữ has. Nhưng mà lại câu trả lời mà lại trong cái thì quá khứ đơn là was she. Không. Cái này thì con đi học thì mình chỉ cần nhớ thôi, mình chỉ cần nhớ thôi chứ cũng không cần đi học của bây giờ đâu. Thì mình sẽ trả lời là oh, has she. Khi nào mà thấy câu là she's got a new baby, oh, has she. Nếu như mà ở trên này she is gì đó thì mình sẽ nói là oh, is she. Thì mình sẽ phụ thuộc vào cái câu hỏi, cái thì của câu hỏi này để mình chọn đáp án. Ok, cái bài này là cái bài mà nhọc nhằn nhất. Hơi bài nó làm hơi mất thời gian. Ok, rồi. Trước khi vào làm bài này thì con hãy nhìn qua từ vựng. Cho cô biết trong này từ vựng được chia cái này. Từ này được chia là thì ở dạng gì nhỉ? Ba cái từ này được chia ở dạng gì con? Bạn này đang làm gì đấy? Bạn này đang vẽ. Yeah, mình có từ vẽ là Girl. mình có từ vẽ là gì nhỉ? DRAW. Mình có Vẽ. từ vẽ là Dress. draw. Thì ở đây mình có cái từ quá khứ của mình là drill. Còn từ này, ông này đang làm gì nhỉ? Đây, bức hình này. Lái xe mình có từ, mình có từ lái xe là dry. Dry. Nhưng mà trong này người họ dùng từ draw thì có nghĩa là từ này người ta đã, người ta lái xe, chắc phải là lái xe vào cái ngày sinh nhật của cái bạn này này. Rồi thì chỉ có thêm một từ này nữa. Con thấy bạn đang làm gì đó? Bốn hai anh Đúng. Yeah, hide and seek. Mình có cái từ hide. bạn này chỉ có Hide. bốn. Từ hai là trốn thì không biết là ai đang đi tìm rồi, và người ta dùng trên này là từ hit. Từ hit, hit quá khứ là hit thì vẫn là trốn nha, mặc dù mình chuyển qua quá khứ hay là gì đó đi nữa thì nghĩa vẫn không đổi, nghĩa vẫn là trốn, nhưng mà quan trọng là trốn vào lúc thời điểm nào thôi. Ok, nên câu ví dụ này. On my last birthday, I went to the animal world. Ok, con làm câu tiếp theo đi. Câu number one. À không, con đọc trên xuống dưới. Con đọc đến cái đoạn này nè.
looking at zoo. I don't always like zoo because sometimes the animals are happy. Happy. They, but animals eat different. Eat different. There are big green fields for the of the parents. For the parrots, phải không? Yes. Oh, for the kangaroos. Ok, có nhiều cái cánh đồng xanh. Ý là không phải là con kangaroo màu xanh mà là cái chỗ animal world này này is different, thì khác biệt. Nó to và có nhiều cái cánh đồng xanh to. For the... À... Sao nữa? Vì mình chưa đọc cái đoạn phía sau. Thì con phải đọc luôn cái đoạn phía sau nữa. Để xem người ta mô tả. Which love to jump and eat grass. Ok. Rồi, tiếp theo nè. Number 2 này, nhớ là đọc hết tới cái câu tiếp theo luôn. The hippos. And they are lot of three of the two parents. Rồi cái gì đây? The hippos have a to swim. Nhìn cái chữ này là mình đoán được đây là cái nơi nào rồi? Lake. Con đọc lại cái câu này này. The hippos have a lake to swim in and there are lots of trees. Ok, bây giờ tại vì con không cần đọc khi mà mình đọc chưa ổn ấy thì mình cứ đọc to và rõ ràng thôi. Khoan nhẫn nhã trước. Number 3. To fly in there a small farm with rabbits, goats and chickens. There are horses for the children too. Con chưa làm câu number 3 đấy. Rồi, number 3 là mình thấy là ngang chữ swim là mình biết là hippo thì sẽ luôn bơi ở trong hồ rồi. And, và có nhiều gì nhỉ? Và là lots of trees for the... Phải cái từ này thì mình biết nói về con vật gì đây? Parrots. Mình thấy từ fly in và bay. Biết chắc chắn sẽ là parrots rồi. Ok, tiếp theo. Đọc từ there cho đến câu số 4. Xem thử là mình có đáp án không? There was more than with rabbits, goats and chickens. They are horses. There are horses for children too? Right. Right, yes. Tiếp theo. In that part of animal world, two, children can learn a lot about food that the animals like and places they like to live in. My uncle. My uncle. Đọc tiếp my uncle mà vẫn chưa thấy, vẫn chưa thể mà cho mình đúng ngữ cảnh để mà chọn, thì mình phải đọc tiếp cái phần sau này nữa này. Con chọn cái nào đó? Drove. Okay, my uncle drove me and my sister there in his car. I had a great day when I got home. I. I dressed. I drew. 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 Phải không? I drew a picture of a tiger. I love it. Okay, now choose the name for the story. Bây giờ mình chọn cái tên cho cái câu chuyện này. Right.
Animal world. Okay, let's see. Yes. Okay. Con thấy là sau mỗi cái câu chuyện như thế đều phải đặt tên cho cái câu chuyện đó. Cô không nghe được cái phần sau. Con thấy là sau khi làm những câu chuyện như thế đều phải đặt tên cho cái câu chuyện đấy. Cô hiểu không? Tự nhiên đến cái phần quan trọng thì cô lại không nghe được cái chữ mà sau mỗi câu chuyện thì con thấy, và cô không nghe được cái chữ con thấy như thế nào. Con thấy đều phải đặt tên cho câu chuyện đó. À ok, tự nhiên nãy giờ con nói mà đến cái từ tên cô lại không nghe được. Cái chữ nào cũng nghe được hết. Ok. Giờ đến cái phần này mình sẽ đọc bài. Không, trước khi mình làm đọc bài thì mình sẽ đọc câu hỏi trước. Ví dụ ở đây mình có example nói về Rainbow Monster is Tom's friend. Tom finds his friend in the cupboard when it rains. Ok, thì mình sẽ tìm ở trên này thì con thấy là Rainbow Monster, cái người bạn được gọi là Rainbow Monster. He waits for the cupboard when it rains. Ok. Rồi bây giờ con đọc câu number one để mình xem thử là có cái từ gì mình cần gạch chân trước. The monster is and the colors of the rainbow. Rồi, và như vậy thì mình phải làm sao? Yes. The monster như thế nào? Yes, chắc chắn là big and happy. Ở đây người ta để này, big and happy. Thì cái người ta dùng cái từ he, người ta đổi chữ he thay vì monster, thì người ta như cô nói miết là để mà không có lặp lại chủ ngữ ấy, người ta cũng có thể ghi monster xuống đây được. Nhưng mà nhớ nếu mà người ta đổi thành he hay là she thì mình vẫn biết đó là đang nói về monster đó. Number two. The monster carries Tom on his. Tiếp theo, gạch chân những câu tiếp theo. Carry là gì? On his. Ok, ai ở đây là đang nói về Tom ấy. Laugh at him. Him ở đây là monster này. Laugh at the monster. And jump on his back. Câu này mình chọn gì nhỉ? Tôi cười và sau đó làm gì? Nhảy lên ở đâu? Nhảy lên cái gì của con monster đây? Nhảy lên cái gì của monster? Back. Back là bộ phận nào nhỉ? Back, jump on his back, cái lưng ấy, sau lưng của con monster. Back là cái lưng. Ok, tiếp theo. Number three, con đọc câu number three và gạch chân những cái từ con nghĩ là nó quan trọng để mình có thể tra lại ở trên bài đọc. Rồi, ở đó thôi, ở ngay đó. Và câu này mình
Câu này mình chưa hề có một cái động từ nào hết thì mình cần tìm một cái động từ này. Ở trong câu con biết là ở trong câu khi nào mình cũng phải có một cái động từ. Tùy vào câu dài hay câu ngắn, dài thì hai mà ngắn thì một thôi. Vậy tìm cho cô, xác định cho cô một cái động từ. Từ đó nghĩa là gì vậy nhỉ? Flu nghĩa là, có nghĩa là hai người này đi đến hòn đảo này bằng cái phương tiện gì, như thế nào? Từ ở trong nhà mà lại ra được cái hòn đảo này phải làm như thế nào? Làm như thế nào nhỉ? Chắc chắn hòn đảo là sẽ có nước ở giữa xung quanh rồi. Thì con nghĩ là cái phương tiện mà hai cái người này đi, Monster cõng Tom ở sau lưng, và tự nhiên đều ở nhà, từ ở nhà mà ra đến được cái hòn đảo này luôn. Phương tiện gì đây? Cá heo thì ở xung quanh đó thôi. Sao lại quan tâm đến cá heo làm gì? Cô muốn biết là cái từ flew đó nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phương tiện mà hai người này đi ra là bằng như thế nào? Con nhớ cái bài khi mình mới vào bài Monster có cái gì nhỉ? Có gì ở sau lưng? Có cái cánh Vậy con nghĩ là phương tiện hai người đi ra bằng phương tiện gì? máy bay Máy bay á. Hai đang là người, bay à đang đúng rồi, bay thì flew này, nghĩa là flew là bay đấy. Thì mình có cái đoạn mà cõng Tom nhảy lên trên lưng thì xong, từ nhà và ra tới hòn đảo thì chỉ có bay thôi chứ làm gì? Đi bộ hay là đi xe? Flew. Flew nhớ cho cô luôn, nghĩa từ gốc của nó là fly. Và mình đang dùng thì nghĩa mình đang dùng của quá khứ đơn nha. Rồi, tiếp Con theo. Máy bay, Monster đi máy bay. Có nước mà bị bắt cổ về. Ok, number 4. Máy bay riêng á. Number 4 này. They swam in the sea. There with some. Trước khi mà biết được muốn cái gì đó thì mình phải xác định cái từ này nghĩa là gì đã. Thì mình chắc có lẽ là cũng không cần nhìn lên bài nữa nếu mà xác định được cái động từ này. Swam đó là, ok. Và they swam with gì nhỉ? With Pink dolphin. Yeah, pink dolphins. Vậy cái từ swarm nữa là, chữ swarm đó Con là biết gì nhỉ? rồi Chữ swarm đó là nghĩa là gì ta? bơi. Đúng rồi, swim đó nghĩa là Chắc mình swim. đang chung nhất rồi nhá. Con chưa câu được một con cá heo. Cá heo hồng đào ư. Rồi. Tiếp theo này, number 5. That they dance is on the island. Dance. They danced on the island. Rare evening. Con chọn chữ nào? That evening. Evening. Evening, không phải là evening. Evening. Okay, tiếp theo, number 6. Then Tom washed and they went home. Cái bài này, cái dạng này có vẻ bữa nay khoai với con quá nhỉ. Tiếp theo, then Tom washed and they went home. Tom như thế nào? Tiếp theo này. Tom như thế nào và họ về nhà nhỉ?
Tom ở đây là đang nói đến ai? Ai, sorry, ai đây đang nói đến Tom ấy? Và gì nữa? Tom was tired and hungry. Tom was tired and hungry. Câu number 7. Before Tom went to sleep, the monster gave him a... Gạch chân đoạn tiếp theo. Đây mình có to sleep and give him. Con không nhìn thấy sleep ở đâu. Không, con gạch tiếp cái đoạn này này, sau cái chữ hungry ấy. Đúng rồi, và gạch tiếp. Như là xuống hết luôn. Rồi, khi mà before Tom went to sleep, the monster gave him a... Cái gì đó. Monster, ở đây mình có từ give, đó là đưa. Cái chữ con đang nói là chữ gì nhỉ? Bed là cái giường á. Yeah. Có ở dưới này này. Dưới này là Tom went to sleep. Và ở trên này là when I went to bed. Hai cái câu này giống nghĩa của nhau, nhưng mà người ta lại dùng cái dạng bed. Thay vì nói là before I went to sleep thì người ta nói là before I went to bed. Giống nhau nha. Thì Tom đi ngủ. Đi ngủ. Monster không phải đưa cho Tom cái giường đâu. Take this. Take cái gì? Mua cho cái quả giường. Giường có cái chăn da của nó. No. Take cái gì đây? Monster nói gì đây? Con thấy ở đây có cái dấu này này. Người ta có cái dấu ở đây này, có nghĩa là đang bạn này đang trích dẫn lại cái câu của Monster nói. Đây, cái dấu này người ta để là cho thấy là khi mà mình muốn trích dẫn lại câu của ai nói thì mình sẽ để cái dấu ngoặc này, cái dấu này vào. Monster đưa cho bạn cái gì đó, bạn Tom cái gì? Take this là lấy cái này. Ở dưới này người ta dùng từ give. Đúng rồi, xỉu. Muốn xỉu. Thì một cái hộp trong đó đựng cái gì đó thì làm sao biết được, nhưng mà không có đưa cho cái giường nha. Ở trong cái hộp nó có cái gì? Không biết, tại vì bài này vẫn còn mà. Nhưng mà cũng trễ rồi, hôm sau mình sẽ khám phá để xem trong cái hộp có gì. Hôm sau sẽ nhớ ấy. Ok. Ngày hôm sau, ngày mai chứ mấy. Chiều hôm nay con đang thi, con bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ không? Con thì hay thỉnh thoại mất trí nhớ đó. Ok, thôi hôm nay chừng này được rồi. Hôm sau để xem thử là trong cái hộp đó có gì nha. Bye bye. Là sao con không nghe được cái đoạn quan trọng mà cứ nhỏ dần sao ấy. Muốn học chung nhiều người. Muốn học chung nhiều người. Ờ. Là sao? Muốn học 3 2 người trở lên. Là ý là học tiếng Anh với lại 3 đến 2 người trở lên á. Ừ. Hôm nay cái lớp học nhảy của con ấy, ở gần đấy không bắt đang F0 á. Ui. Vậy con thuộc vào dạng gì? Con có bị gì đâu. Thì con nói lớp nhảy ở lớp học của con bị F không? Ở gần à, nếu như mà gần, nhưng mà nếu như mà cái hôm đấy là bọn con học thứ sáu nghỉ, nhưng mà đến thứ bảy thì có khác lắm. Ở trong cô cũng bị lại rồi này. Ở trong cô cũng bị dịch lại rồi.
Dịch miết thôi. Thì lúc vừa lấy có vừa học online. Ô, bữa nay ở trường con học tới trường hay đi học online? Cái chỗ lớp học nhảy đấy thì họ có hai khi mà đến trường thi thì nó phải thi thi đi thi xong ngồi đang ngồi giữa giờ tự nhiên bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ hay là do chưa học bài? Mất trí nhớ không mà Nghi là chưa học học bài bài rồi, chứ không phải mất trí nhớ đâu. học bài rồi nhưng mà chắc chắn là sẽ được hơn 8 điểm trở lên. Con thi môn gì? Khoa học tự nhiên ba cái vở cái sách đấy có cả ba ba môn là lý hóa sinh vật Oh my lý sinh học mấy môn đó thì mất nhưng trí mà nhớ cũng là chuyện bình thường. cái môn hóa học là cái môn dễ nhất luôn đấy, môn dễ nhất luôn Ok, bye bye. bye bye 3 phút nữa là Bye con bye. lại có lớp không bye bye. Mai á.